Tết nhất tới rồi, hôm nay gói bánh tét các bạn ơi. Gói giờ bánh tét nhớ lại những ngày Tết quê hương. Chuẩn bị xong nếp, đậu xanh, dây lạc, lá chuối. Ở nhà mình gói làm xuyên, ở nhà gói thì ăn nó ngon hơn, theo ý mình. Ba ngày Tết làm xuyên gói cho nó vui. Vui sưng lên xứ người. Mà chuẩn bị gói đây. Nhưng đâu rồi đem nhưng ra. Gói bao nhiêu đòn mà nhiều thịt thế. Chắc cũng mười mấy đòn hay chứ. Thank you.
2 năm đẻ mẹ nó lo thương vợ nó coi. 9 tháng là đẻ rồi đó, không năm mấy năm rồi. Hồi nãy giờ sofa được bao nhiêu đây rồi các bạn ơi, phê quá. Thấy dân Canada có bánh tét chưa? Thảm không? Dồn cái bánh tét quá đi thảm, nhưng mà có ăn ngon được các bạn ha. Phải về Việt Nam sống 5 hay năm mới biết cách gói. Ủa còn thâu nếp này nữa hả? Quá dữ rồi. Chưa hết thâu nữa. Wow. Cái này chắc cũng 20 cây à. Wow, gần hết rồi. Finally, còn 2-3 cây nữa xong rồi. Hú hồn các bạn ơi, lâu lâu gói bánh tét rồi. Mệt quá, chờ chút. Đây, nhiêu đây. Mười mấy em ha. Thấy cũng ra vẻ 3 ngày Tết ở xứ người hả? Sau một hồi tay chân mỏi mệt xong rồi các bạn ơi, giờ chuẩn bị bỏ vô nấu nha. Nấu này được mấy tiếng mới xong? 8 tiếng hả? 10 tiếng. 10 tiếng hả? Wow. Tối nay phải thức khuya gói chờ bánh tét rồi. Thức khuya bên này đâu có vui bằng thức khuya Việt Nam. Và tối nay thức khuya chờ bánh tét chắc cũng làm giờ ve chờ bánh tét chín cho đâu đi ngủ được. Xong mạng. Năm có một lần, ráng chịu đựng ha. Bỏ... giờ bỏ chuẩn bị bỏ vô nấu hết không? Hay là hết không? Ba nồi. Ba nồi là dữ à. Thì cái này nó cao vậy mình không sợ nó bị nín rồi. Mấy bữa đó mình dặm xuống vậy thì nó không có đứt nước. Còn giờ không sợ. Bữa này nó đủ ngồi. Bữa nữa. Mấy miếng nhỏ đây, đây. Này cũng nhỏ. Bự rồi bớt ra đây. Dạ. Cái này không sợ bị nín rồi. Dạ.
Okay. Chín mười má ơi còn dương trang nữa. Hồi chiều gói bánh tét xong rồi, bây giờ đến phiên chờ bánh tét chín nha các bạn ơi. Chờ bánh tét chín gặm bảy đầu vịt cánh vịt hồi bữa làm à. Như nướng vịt nước chao hồi bữa cũng còn nướng lại gặm chờ bánh tét chín nè. Mời các bạn ăn cơm á. Gặm mấy chừng nữa coi. Nóng hổi. Mời các bạn ăn cơm á. Nồi gói bánh tét hôm nay ăn trễ, đói bụng quá. Đói bụng ăn gì cũng ngon. Đây các bạn ơi, đến muỗng vịt nướng chao nha. Bữa nay chắc bánh tét chưa chín là mình đã xỉn rồi. Ngồi lê rai chờ bánh tét chín này. Bây giờ ăn thịt nướng là phải làm cái bia thôi. Wow, thơm ha. Mời các bạn miếng vịt nướng chao, cũng nhận vịt mà nướng chao mà để cách ngày nướng ăn giống như thịt rừng, ngon ngọt. Mà vịt farm, vịt tươi mới được nha các bạn. Ở Việt Nam thì khỏi còn nói rồi, lúc nào cũng tươi. Bên này là phải đi mua tươi vừa làm lông. Ngon các bạn. Mời các bạn miếng bia ra. Bữa nay là gói bánh tét rồi, đang ngồi ăn cơm lai rai chờ bánh tét chín nè. Dớt bánh tét các bạn ơi, mới giật mình dậy nè, không biết chín chưa hay là cháy đây. Ba nồi luôn á. Một nồi, hai nồi, ba nồi. Wow. Nóng quá. Wow. Chín rồi, chín rồi. Wow, giờ này là 2 giờ sáng các bạn ơi. 2 giờ sáng mới dậy, bây giờ nhúng nước lạnh.